không cần giới thiệu nhiều, vàng, bản thân nó đã là một chủ đề thu hút. Ai mà chẳng thích vàng, đến mức tất cả những thứ quý giá nhất trên thế gian này đều được đem so sánh với nó, điển hình như thời gian là vàng. Bên cạnh việc phổ biến của các trang sức hay quà cưới tại Việt Nam, vàng còn là một kênh đầu tư phòng thủ được nhiều người lựa chọn. Ở thời hoàng kim của mình, vàng đã được sử dụng làm tiền tệ ở các quốc gia và có vai trò quan trọng trong việc điều tiết nền kinh tế vĩ mô. Vậy thì vì sao vàng quý hiếm và trở thành một dấu hiệu quan trọng để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế? Hãy cùng mình tìm hiểu về lịch sử của vàng trong nền kinh tế qua video dưới đây nhé! Vì sao vàng quý hiếm? Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về đặc điểm vật lý và hóa học của vàng. Vàng là kim loại dẻo nhất, dễ dàng uốn cong thành nhiều hình dạng, có độ bền cao và không bị oxy hóa hay ăn mòn, kể cả là ăn mòn bởi những axit mạnh trong điều kiện thường. Đặc biệt, khối lượng riêng của vàng lớn hơn rất nhiều so với các kim loại khác. Do đó, không khó để phát hiện nếu như người ta cố tình pha lẫn tạp chất để làm vàng giả, bởi khi ấy, khối lượng thật giả sẽ chênh lệch rõ ràng. Điểm nóng chảy của vàng là 1064,18 độ C. Hiển nhiên, kim loại này cực kỳ bền cũng như ít biến dạng trong điều kiện thường. Theo quan điểm triết học, vì sao vàng mãi mãi quý giá? Với những đặc điểm tự nhiên trên, vàng có giá trị sử dụng cực kỳ cao trong nhiều lĩnh vực như trang sức, y tế, công nghệ, nghệ thuật, đồng thời được công nhận rộng rãi bởi các nền kinh tế trên thế giới. Ngoài ra, vàng còn quý bởi luôn luôn hiếm. Theo các nhà khoa học, trái đất của chúng ta đang chưa tới 6 x 10 mũ 13 tấn vàng. Nào, bạn đã kịp hình dung ra cách đọc tên của con số này chưa? Chính là 60.000 tỷ tấn. Tuy nhiên, trong suốt lịch sử nhân loại, chỉ khoảng 200.000 tấn vàng đã được khai thác. Lý do là vì phần lớn vàng chìm sâu dưới lòng đại dương hoặc ở rất sâu trong lòng đất, nên cực kỳ tốn kém để khai thác. Bạn biết đó, theo triết học, thì thứ gì càng hiếm và càng mất nhiều sức lao động để tạo ra thì càng trở nên quý giá. Nhưng khoan, con người thậm chí đã tạo ra kim cương từ năm 1953, và chẳng lẽ không ai tìm cách sản xuất ra vàng? Tất nhiên, về mặt lý thuyết, các nhà khoa học đã biết phương pháp làm ra vàng nhân tạo bằng việc sử dụng phản ứng hạt nhân để thêm hoặc bớt các proton trong những kim loại phổ biến khác, từ đó biến chúng trở thành vàng. Giải thích kỹ hơn, một nguyên tử vàng có 79 proton, trong khi thủy ngân thì có 80. Các nhà khoa học tham vọng rằng họ sẽ sử dụng phản ứng hạt nhân loại bỏ đi một proton để hóa phép thủy ngân thành vàng. Tuy nhiên, chi phí cho vận hành lò hạt nhân có khi lại tốn kém bằng cả mỏ vàng. Do đó, người ta chẳng thể theo đuổi việc sản xuất vàng nhân tạo, và kim loại này vẫn cứ quý giá theo thời gian. Lịch sử của vàng trong nền kinh tế. Vàng đã được sử dụng như tiền tệ từ thời kỳ cổ đại. Tại Trung Quốc, vào thời nhà Tần, người ta đã đúc vàng thành những đồng xu phục vụ cho hoạt động mua bán giao thương. Điều đó có nghĩa rằng từ xa xưa, con người đã nhìn ra và công nhận giá trị nội tại của vàng. Do đó, họ tin tưởng lựa chọn vàng là công cụ phản ánh giá trị sức lao động. Vào thế kỷ thứ 19, hệ thống bảng vị vàng Gold Standard ra đời, thiết lập một chuẩn mực chung trong nền kinh tế toàn cầu. Nguyên tắc của hệ thống này là giá trị của tiền gắn liền với số vàng mà nó có thể quy đổi. Nôm na là một chính phủ chỉ có thể in một lượng tiền tương đương với lượng vàng dự trữ của họ. Hệ thống này giống như vaccine đối với lạm phát, do đó hạn chế nguy cơ mất giá của đồng tiền. Tuy nhiên, trong Thế chiến thứ nhất, phần lớn các quốc gia đều cần lượng tiền mặt khổng lồ để chi trả chiến phí. Thêm vào đó, đại khủng hoảng kinh tế giai đoạn 1923-1930 nổ ra do lượng hàng hóa sản xuất ồ ạt vượt quá sức mua của dân chúng. Vì vậy, các chính phủ đã lựa chọn bơm thêm tiền vào nền kinh tế để kích cầu tiêu dùng. Chính lúc này, hệ thống bảng vị vàng bộc lộ sự thiếu linh hoạt, do các quốc gia không thể tự do tăng cung tiền như mong muốn của họ, mà phải phụ thuộc vào lượng vàng dự trữ. Cuối cùng, đến năm 1971, Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon quyết định chấm dứt hoàn toàn hệ thống bảng vị vàng, chuyển sang hệ thống tiền pháp định. Điều này được gọi là sự đóng cửa của sổ vàng. Ngoài ra, còn một số lý do khác khiến vàng không thể trở thành công cụ trao đổi để được các nền kinh tế ưa chuộng như tiền. Thứ nhất, chúng khá bất tiện trong việc chia nhỏ thành nhiều mệnh giá và không dễ dàng để vận chuyển. Thứ hai, vàng thiếu tính thanh khoản so với tiền và có giá biến động mạnh theo tình hình địa chính trị. Do đó, tiền vẫn là phương tiện thanh toán phổ biến nhất cho tới ngày nay. Lợi ích của dự trữ vào vàng. Dù thời thế đổi thay, vàng vẫn là một công cụ đầu tư được yêu thích, thậm chí trong nhiều giai đoạn, người ta đổ xô vào vàng. Vì sao lại như vậy? Đầu tiên phải kể đến,
vàng vẫn là một tài sản có tính thanh khoản cao và dễ dàng chuyển đổi thành tiền nhanh chóng. Đồng thời, vàng được công nhận rộng rãi trên tất cả các quốc gia, nên chúng ta có thể mua bán ở bất kỳ đất nước nào mà không gặp nhiều rủi ro mất giá. Mặt khác, vàng cũng là công cụ dễ tiếp cận đối với các nhà đầu tư nhỏ đang có trong tay số vốn ít. Nói cho dễ hiểu, nếu mỗi tháng chỉ tiết kiệm được 10 triệu, bạn phải duy trì liên tục trong 480 tháng để có thể đầu tư một miếng đất tại Đông Anh, Hà Nội, theo giá trị thị trường vào thời điểm giữa năm 2024. Và nếu bắt đầu từ bây giờ, thì khả năng 480 tháng nữa bạn vẫn không thể sở hữu mảnh đất đó, do thị trường bất động sản thường có xu hướng biến động. Ngược lại, vẫn với 10 triệu, bạn sẽ ngay lập tức mua được một chỉ vàng và còn thừa hẳn 2 triệu nếu tính theo giá vàng ngày 24 tháng 8 năm 2024. Khỏi cần đặt lên bàn cân so sánh, vàng chắc chắn là công cụ đầu tư được yêu thích hơn trong trường hợp này. Tiếp đến, vàng được coi như là một chiếc phanh xe của các nhà đầu tư, giúp họ tránh khỏi những tình huống nguy hiểm khi nền kinh tế có dấu hiệu lao dốc. Trong trường hợp lạm phát, đồng tiền trở nên mất giá, bất động sản đóng băng nhưng giá trị của vàng thì vẫn giữ nguyên. Thậm chí, giá cả có xu hướng tăng. Điều này bảo vệ sức mua của nhà đầu tư, cho phép họ duy trì được khối lượng và chất lượng của tài sản. Cuối cùng, so với các danh mục đầu tư khác như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản hay gửi tiết kiệm, vàng vẫn là một nơi trú ẩn an toàn, nếu không muốn nói là an toàn nhất. Cổ phiếu có thể rơi tự do sau một đêm tùy theo hành động bơm xả của những nhà đầu tư lớn, nhưng điều này khó xảy đến với vàng. Tương tự, bất động sản cũng là một thị trường dễ để các nhóm lợi ích thao túng và thường không phải sân chơi an toàn cho các nhà đầu tư không chuyên. Gửi tiết kiệm so với các lựa chọn trên thì là một phương pháp ít rủi ro hơn nhưng lại phụ thuộc rất nhiều vào chỉ số lạm phát. Nếu mức lạm phát cao hơn lãi suất ngân hàng, bạn sẽ lỗ vô hình. Vì vậy, các nhà đầu tư chuyên nghiệp hay khuyên chúng ta thêm vàng vào danh mục đầu tư để đa dạng hóa giỏ hàng và giảm rủi ro tổng thể. Vì sao giá vàng tăng lại là điềm báo cho một nền kinh tế khóc? Bạn biết đó, phanh xe không được sử dụng khi người ta muốn tăng tốc mà thường dùng trong tình huống nguy hiểm. Dù vàng là một công cụ đầu tư an toàn nhưng nó chẳng tạo ra nhiều động lực để nền kinh tế lên dốc. Trong vài tình huống, việc người dân có xu hướng ôm vàng qua khoảng thời gian dài còn khiến dòng vốn chảy vào hoạt động sản xuất kinh doanh bị thâm hụt, hạn chế sự tăng trưởng của các lĩnh vực khác. Và bạn hẳn đã có nghe thấy có tỷ phú xuất hiện sau một đêm nhờ vào cổ phiếu, nhưng hiếm ai bỗng hóa giàu dựa vào vàng. Thế nên, vàng không có nhiều vai trò trong việc thúc đẩy nền kinh tế. Với các nhà kinh tế học, việc vàng tăng giá liên tục không ngừng, thậm chí còn là một điềm báo xấu bởi các lý do sau đây. Thứ nhất, giá vàng tỷ lệ thuận với rủi ro địa chính trị. Như đã đề cập, giá vàng chịu ảnh hưởng rất lớn của các cuộc căng thẳng chính trị cũng như sự rạn nứt trong hệ thống tiền tệ toàn cầu. Trong tháng 5 năm 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp gỡ với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên thống nhất sẽ hợp tác chống lại sức ép mang tính thù địch và phá hoại của Mỹ. Chỉ sau đó một tuần, giá vàng đã tăng vọt lên mức 2.450 đô la Mỹ một ounce, cao hơn 25% so với đỉnh nhỏ vào hồi tháng 10 năm ngoái khi Israel xung đột với Hamas ở dải Gaza. Trước đó, Mỹ đã áp dụng trừng phạt thương mại lên Nga sau khi quốc gia này xảy ra xung đột với Ukraine. Các nước phương Tây cùng Mỹ đồng loạt cấm những ngân hàng lớn của Nga tiếp cận với hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Điều này gây khó khăn cho Nga trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính quốc tế, hạn chế khả năng thanh toán quốc tế cũng như thực hiện các giao dịch thương mại. Chính phủ Nga buộc phải tăng cường mua vàng với tốc độ chưa từng thấy để giảm sự phụ thuộc vào đô la Mỹ. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2022, Ngân hàng Trung ương Nga đã mua vào khoảng 100 tấn vàng, đưa tổng dự trữ vàng của nước này lên 2.300 tấn, trị giá khoảng 140 tỷ đô la. Tương tự, Trung Quốc cũng đang áp dụng chiến lược phi đô la hóa nhằm tăng cường dự trữ ngoại hối, ứng phó với các lệnh trừng phạt thương mại từ Mỹ. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã mua vào 225 tấn vàng trong năm 2023 và tiếp tục mua thêm 22 tấn trong 2 tháng đầu năm 2024. Việc các chính phủ nô nức mua vàng tích trữ đã thổi giá vàng lên cao ngất ngưỡng. Hiển nhiên, các xung đột địa chính trị và chiến tranh thương mại sẽ khiến nền kinh tế toàn cầu gặp khó khăn, xuất nhập khẩu đình trệ, hàng hóa ứ động, đồng tiền của các quốc gia mất giá và lạm phát tăng cao. Do đó, giá vàng tăng vọt liên tục được xem như một điềm báo về bất ổn địa chính trị kéo dài. Giá vàng tỷ lệ nghịch với sức mạnh của đồng tiền quốc tế và lãi suất. Vàng được định giá bằng đồng đô la Mỹ trên thị trường toàn cầu. Khi đồng USD tăng mạnh, vàng trở nên đắt đỏ và bạn cần bỏ ra nhiều tiền hơn để mua cùng một số lượng như trước kia. Điều này khiến cầu vàng giảm. Tất nhiên, khi cầu giảm thì giá sẽ giảm. Ngược lại, nếu đồng đô la yếu, giá vàng trở nên rẻ hơn. Nhà đầu tư có xu hướng mua thêm vàng để tích trữ tài sản. Khi đó, cầu tăng dẫn tới giá tăng.
Không phức tạp chút nào, đây chính là điều các giảng viên kinh tế vĩ mô tại trường đại học đã nỗ lực truyền tải cho chúng ta. Thế nhưng, đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ toàn cầu và đồng USD mạnh thường được xem như chỉ báo tích cực cho nền kinh tế thế giới. Vậy nên, giá vàng tăng đồng nghĩa với việc tiền đang trở nên mất giá, mà giá trị của tiền là phản ánh sức mua của thị trường. Sức mua của thị trường lại chính là động lực để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Giờ thì bạn đã hiểu vì sao các doanh nghiệp, thậm chí cả ngân hàng đều không vui khi giá vàng tăng, phải không nào? Tương tự, lãi suất cũng có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với giá vàng, hay nói cách khác là chi phí cơ hội mà chúng ta phải đánh đổi khi sở hữu vàng. Nếu lãi suất tăng, dòng tiền đầu tư sẽ chảy về phía những hình thức khác dễ sinh lời như trái phiếu hoặc gửi tiết kiệm. Ngược lại, khi lãi suất giảm, giá trị của đồng tiền giảm, tích trữ vàng trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều người. Điều này lại đưa bạn về câu chuyện sức mua nhà mà Nhện đã giải thích ở phía trên. Nôm na, khi thấy giá vàng tăng trong thời gian liên tục, người ta chợt hiểu rằng đồng tiền đang trên đà mất giá và tỷ lệ lạm phát sẽ tăng cao. Lúc này, các chính phủ buộc phải vào cuộc để điều chỉnh giá vàng ở ngưỡng hợp lý. Một vài phương pháp thường được sử dụng đó là tăng lãi suất, bơm thêm vàng vào thị trường và siết chặt việc quản lý hoạt động mua bán vàng. Giá vàng tăng, người nào cười, người nào sẽ khóc? Khi giá vàng tăng mạnh, vui nhất chắc chắn là nhóm nhà đầu tư đã tích trữ vàng trong dài hạn. Giờ đây, họ có thể dễ dàng đổi vàng ra tiền và mở rộng danh mục đầu tư sang những hình thức khác, chẳng hạn như bất động sản. Vàng tăng giá cũng tạo ra tâm lý đầu tư tiêu cực khi ngày càng có nhiều người đổ xô vào vàng, từ đó lại hình thành một vòng luẩn quẩn tiếp tục đẩy giá vàng lên cao. Điều này khiến dòng tiền trong nền kinh tế không được phân bổ hợp lý vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư khác. Trong trường hợp này, người chịu ảnh hưởng lớn chính là những ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp. Khi giá vàng tăng, nhà đầu tư thường có xu hướng hạn chế gửi tiết kiệm, thậm chí rút tiền từ ngân hàng để chuyển sang tích trữ vàng. Nếu tình trạng này kéo dài, ngân hàng trung ương buộc phải tăng lãi suất để điều tiết. Lúc đó, các doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ giảm nhu cầu thực hiện những khoản vay, dẫn tới sụt giảm doanh thu của các ngân hàng thương mại. Vì khó tiếp cận nguồn vốn, các công ty cũng phải đối mặt với nhiều hạn chế khi muốn mở rộng sản xuất kinh doanh. Bạn biết đó, dòng tiền luôn được xem như là máu của doanh nghiệp. Nếu máu không thể lưu thông trong thời gian dài, các cơ quan sẽ dần dần suy giảm chức năng, dẫn tới sự sụp đổ của chính doanh nghiệp đó. Tất nhiên, trong một nền kinh tế mà phần lớn các công ty đều phải vật lộn để sống sót thì không thể đảm bảo tỷ lệ việc làm, mức lương và phúc lợi cho người lao động. Viễn cảnh sau đó chính là sức mua của dân chúng giảm đi, kéo theo nền kinh tế thụt lùi. Và nhắc lại, chúng ta không thể đạp phanh nếu muốn chiếc xe của mình tăng tốc. Để nền kinh tế có đà phát triển, giá vàng buộc phải được kiểm soát ở ngưỡng phù hợp. Giờ đây, giá vàng tại Việt Nam đã từng vượt qua con số 90 triệu đồng một lượng vào hồi tháng 5 năm 2024. Câu hỏi đặt ra là liệu đó có phải là đỉnh nóc, kịch trần, bày pháp phới hay chưa? Liệu vàng sẽ tiếp tục tăng hoặc giảm tới đâu? Hãy cùng comment bên dưới cho Nhận biết suy nghĩ của bạn nhé! Hẹn gặp lại bạn trong các số sau. See ya!